Nói thì mọi người không có tin nhưng ở Nhật Bản thì ngoài số lượng cá chép nhiều ra thì số lượng cá mè cũng cực lớn. Số lượng của hai loài cá này thì cũng 1:9, 1:10, cũng không hơn kém nhau bao nhiêu cả. Như mọi người có thể nhìn thấy ở trên video thì sau một trận mưa lớn ở một mương nước nhỏ thôi mà số lượng cá mè phải lên đến hàng tấn. Mọi người cũng nhìn thấy đấy, cá bây giờ nó không bơi ở dưới nước nữa rồi mà nó nhảy hẳn lên trên bờ nó bơi. Không biết đây là loại cá mè gì mà ở Nhật Bản nhiều lắm mọi người ạ. Nó nhiều mà nó lại còn to nữa. Cứ bình quân một con nặng từ 5 đến 10 cân. Không biết ở bên này anh em nào đã ăn cái loại cá này chưa thì cho mình xin một ý kiến ạ. Mình thì nghe bảo là cá mè ăn rất tanh nhưng mà không biết cái loại này nó to như thế này rồi thì ăn còn tanh nữa không mọi người. À, ở Nhật Bản thì mấy cái loại chấm trôi mè chép như thế này thì người Nhật người ta không ăn nhá. Cũng có một số nơi ở Nhật Bản thì họ cũng ăn cá chép đấy mọi người, nhưng mà là cá chép họ nuôi chứ hoàn toàn không phải là cá chép ở ngoài tự nhiên nhé mọi người. Mình phải công nhận một điều là các loại cá nước ngọt ở Nhật Bản nhiều thực sự luôn. Chắc là do người Nhật họ cũng ít ăn cho nên là các loài cá lại mới phát triển được một cái số lượng lớn như vậy. Bây giờ cá lại tập đi bộ như này thì khét rồi.